Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 5, Tà Ma Ngoại Đảo Mấy ngày sau, chuyện trúng độc trong tiệc rượu ở hỏa mi quán dần dần lan truyền ra ngoài. Người trong giang hồ vô cùng hăng hái bàn luận về hung thủ bịt mặt thường xuyên ra giá vạn lượng bạc trắng để mua mạng người mà tin chủ nhân vạn khiếu trai không ngờ lại trẻ tuổi như vậy cũng gây xôn xao lớn. Dư khớp phượng ngậm miệng không hề nhắc đến chuyện hôm đó, mà sau khi hai người đường lệ từ rời đi, người trong nhạn môn cũng chẳng phát hiện ra có điều gì không ổn. Họ vẫn hết lời khen ngợi đường công tử là một vị quân tử khiêm tốn, thân là chủ nhân vạn khiếu trai cao quý vẫn nguyện ra tay giúp đỡ vì đại cục giang hồ. Cỏ xanh trải dài trên con đường mọc đầy hoa tím cuối con đường hoa tím này là một tòa lầu đá do những tảng đá trắng lớn chồng lên nhau mà thành. bên trên khắc rất nhiều đầu người thần thái như thật, nhìn vô cùng quỷ dị đáng sợ. đường lệ từ đứng chờ ở bên ngoài cùng với chỉ vân năm vạn lượng vàng vừa được truyền từ tiền trang ở điện thành đến, mới khiêng vào trong tòa lầu. đường lệ từ mở lời hỏi mua thẩm lang hồn tròn một năm, lâu chủ lạc phách đã đồng ý ngay, bây giờ chỉ đợi người nữa thôi lão tử thấy kiểu mua người của ngươi y như bao tiểu thiếp. Chỉ vân lười biếng vừa nói vừa ngừng đầu nhìn tòa lầu đá của lạc phách lâu, tòa lầu đá bé thế này sao chứa nổi nhiều người như thế. Đường lệ từ mỉm cười nhìn tòa lầu đá kia một lượt từ trên xuống dưới, trong đó át hẳn có bí mật khác. Đang nói chuyện, chợt thấy cửa lầu đá từ từ mở ra, một người thong thả đi từng bước ra ngoài. Chỉ vân phì cười, thầm nghĩ hóa ra trên đời này có người trông như vậy thật. Người này ước chừng chưa đầy 30 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, không cao không thấp không gầy không béo, nhìn vẻ ngoài hết sức bình thường. Nếu bên gò má phải của hắn không xăm một con rắn hình dáng kỳ lạ màu sắc đỏ tươi thì có thể coi là ứng cử viên tuyệt vời cho nhiệm vụ gián điệp ẩn thân, vì dù gặp hắn 10 lần đi chăng nữa cũng không nhớ nổi mặt. Có điều con rắn đỏ trên mặt thẩm lang hồn cực kỳ đặc biệt, không uốn lượn ngoằn ngoèo hay cuộn tròn lại, mà là một con rắn nhỏ màu đỏ tự cắn vào đuôi mình tạo thành một vòng tròn. Đường lệ từ vừa thấy con rắn này đã hơi biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp kỳ dị khó tả. Hưởng lại một lát rồi mỉm cười. Thẩm huynh tiếng tâm lừng lẫy, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. chuyện gì? Thẩm lang hồn mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng bình thường y như gương mặt hắn, đôi mắt ảm đạm không hề có ánh sáng nhìn thẳng vào đường lệ từ. Đường lệ từ đáp nhờ thẩm huynh ra tay giúp ta bắt sống một người. Thẩm lang hồn hỏi lạnh tanh, ai? Dư khớp phượng, đường lệ từ khẽ cười, thẩm huynh nếu có hoài nghi. Thẩm lang hồn thản nhiên đáp, không có, đường lệ từ tiếp, vậy là rất tốt, chúng ta lên đường luôn, bắt đầu từ hôm nay mọi người đều là bạn bè, vị này là thiên thượng vân chỉ vân. Trong mắt thẩm lang hồn chợt lóe lên tia sáng, chỉ kéo dài trong tích tắc nhưng trói mắt vô cùng, hóa ra là chỉ vân chỉ vân ra tay nhanh như chớp, bổ thẳng một trường lên cổ thẩm lang hồn. Thẩm lang hồn hơi né, đưa tay lên đỡ, hai người đều cảm thấy cổ tay tê dại. Chỉ vân cười lên ha hà, thẩm lang hồn vẫn không hề biến sắc, hai người giao thủ một chiêu đã âm thầm sinh lòng kính trọng với đối thủ, đều thầm khen người kia thân thủ tốt. Đường lệ từ vỗ hai tay, phía sau có người khiêng lên ba cỗ kiệu lớn. Thẩm lang hồn hơi ngẩn ra, hắn làm sát thủ lâu năm kiểu người quái gở lập dị cỡ nào cũng đã gặp nhưng dùng kiệu lớn tám người khiêng đưa hắn đi làm nhiệm vụ thì đây là lần đầu thấy hai người đường trì lên kiệu hắn cũng bước vào theo vừa ngồi xuống thì kiệu lập tức được nâng lên một cách vững chãi tiến về phía trước phu kiệu có lực tay rất khỏe bên trong kiệu tơ lụa xanh biếc còn treo cả ngọc ngà vô cùng xa hoa kiệu lớn từ từ rời khỏi con đường hoa tím chuyển hướng đi về phía điện thành. Điện thành có một tiền trang tên là Vạn Hâm. Chữ Hâm ghép lại từ ba chữ Kim, trang chủ tiền trang này họ Hoàng, tên là Tam Kim. Tiền trang của Hoàng Tam Kim không thuộc quyền sở hữu của Vạn Khiếu trai, nàng là bạn làm ăn với Đường Lệ Từ. Cái tên Hoàng Tam Kim này tuy thô tục, nhưng nàng lại là một phụ nữ không hơn không kém. Bên trong Vạn Hâm tiền trang, ba người Đường Lệ Từ đang ngồi uống trà với Hoàng Tam Kim nữ nhân danh tiếng lẫy lừng ở điện thành này có dung mạo kiều mị làn da trắng nõn quần áo trên người thuần một màu vàng giống như tên gọi của nàng chỉ nghe nàng cười khanh khách đường công tử lấy tiền ở chỗ ta là vinh hạnh cho ta sao lại coi là làm phiền chỉ e đường công tử uống không quen trà nước tầm thường chỗ ta thôi đường lệ từ mỉm cười hoàng cô nương khách khí rồi cho dù trà nước tầm thường nhưng có cô nương ngồi cạnh thì chẳng khác nào tắm trong gió xuân Hoàng Tam Kim nhoèn miệng cười, chàng hư thật đấy, rõ ràng chàng chê trà của ta không ngon, nhưng lại vòng vo khen ta xinh đẹp, chỉ tội ta cứ đâm đầu đi thích kiểu đàn ông hư như chàng, ha ha ha. Nàng liếc nhìn hai người chỉ vân thầm lang hồn bên cạnh, ánh mắt phong tình vạn trùng, khóe miệng khẽ cong, cười mà như không cười, mới đầy tuyết lang đến chỗ ta mượn 500 lượng bạc, nói là đang tìm tiểu cô nương nào đấy sau này ta nghe nói hắn theo đến tận nhà dư khấp phượng, hắn chết cũng chẳng sao nhưng bạc của ta thì nhất định phải trả. Đường lệ từ đặt chén trà xuống, khi hắn đến mượn tiền có nói gì nữa không? Đương nhiên là có, hắn nói tiền hắn mượn chàng sẽ trả thay. Hoàng Tam Kim cười khúc khích, hắn nói chàng nợ hắn sáu ngàn lượng vàng, người chàng đang tìm ở trong xe ngựa gì đấy, ta nghe không hiểu, mà hắn cũng không đủ kiên nhẫn nhắc lại. Chỉ vân chợt nhớn mày, lão háo sắc kia rốt cuộc đã nói gì tuyết lang trong miệng hoàng tam kim hiển nhiên chính là tuyết tuyến tử hắn nói người mà đường công tử muốn tìm đang ngồi trên một chiếc xe ngựa đi từ hướng đông về hướng nam trong xe toàn là rắn rết xanh đỏ sắc sỡ chẳng qua trong xe ngựa quá nhiều rắn độc hắn ngại đánh chết mấy con này thì phiền phức quá nên không mang người về cho chàng được bảo chàng tự đi mà tìm ngón tay trắng nõn của đường lệ từ khe khẽ gõ lên chén trà nếu tuyết tuyến tử chê người kia không đủ xinh đẹp, lại nổi tính lười như mọi khi không đưa nàng ấy về, vậy hắn chạy đến nhà dư khấp phượng làm gì? Chẳng lẽ, y khẽ mỉm cười đầy ý vị sâu xa, Hoàng Tam Kim bật cười khanh khách, chẳng trách hắn luôn miệng nói đời hắn chỉ có một chi kỷ duy nhất là chàng. Không sai, hắn đột nhiên để mắt đến tiểu cô nương nào đó trong nhà dư khấp phượng, mượn 500 lượng bạc của ta để mua phấn thơm cho người ta đường lệ từ lắc lắc đầu tiểu cô nương trong nhà dư khớp phượng dư khớp phượng đến giờ vẫn độc thân theo ta điều tra được thì trong nhà còn không có tỷ nữ ánh mắt hoàng tam kim long lanh đưa tình nhìn y hết sức dịu dàng ta thấy chàng cũng không cần phải giả bộ nữa đâu không sai đúng như chàng đoán trong nhà dư khớp phượng dạo gần đây đột nhiên xuất hiện một tiên nữ xinh đẹp như hoa Tuyết lang khen tiểu cô nương kia xinh đẹp thế này xinh đẹp thế kia, thấy nàng chim cũng phải xa hoa cũng phải héo gì đó. Chàng cũng biết ta ít đọc sách, thơ tuyết lang làm ta nghe đâu có hiểu, ha ha, nói tóm lại là hắn u mê tiểu cô nương kia, mấy ngày nay đang làm đầy tớ ở nhà dư khấp phượng ấy. Có chuyện gì thì chàng đến tìm hắn đi, miễn là ba người xông vào được dư ra kiếm trang và tuyết lang còn chưa thay lòng đổi dạ thì kiểu gì cũng gặp được. Đường lệ từ mỉm cười ôn hòa, vậy à, xem ra gần đây tuyết tuyến từ làm việc hiệu quả thật đấy, ngoài mỹ nhân ra thì còn nhớ kể cho nàng nhiều chuyện vụn vặt như vậy. Mặt hoàng tam kim chợt ửng đỏ, nàng cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, thôi thôi, cái tên đáng chết nhà chàng, người ta lo chàng đi tìm dư khắp phượng lỡ gặp phải chuyện gì xui xẻo sẽ chịu thiệt thòi nên mới hỏi hộ chàng chút manh mối. Ta sợ chàng không vui còn không dám nói thẳng là mình làm đành phải gán công lao cho cái lão háo sắc tuyết lang kia chàng đã hiểu tấm lòng của người ta rồi mà còn không cảm kích nhất định phải nói toạc ra trước mặt mọi người à ta thấy trên đời này không còn ai hư hơn chàng đâu là đường lệ từ không dám nhận tấm chân tình của hoàng cô nương mà đường lệ từ khẽ thở dài có điều nàng ra tay mà rước họa vào thân thì đúng là ta sẽ tức giận đấy y nhấc tay trái tay phải nhẹ nhàng gầy gầy bụi bặm vương trên tay áo nếu nơi này gặp chuyện thì phải báo ngay với ta hoàng tam kim nhấc tay lên trống vào gò má có nghiêm trọng đến thế không ta vẫn không hiểu người lanh lợi tháo vát lại độc địa xấu xa như đường công tử đây sao lần này lại cố chấp với chuyện kia như thế không giống với tác phong bình thường nha đường lệ từ khẽ cười con người ta ai mà chẳng có một vài chuyện không buông bỏ được ví dụ như hoàng cô nương ví dụ như ta đôi mắt hoàng tam kim long lanh như nước đột nhiên thở dài buồn phiền, không sai, người ta không buông bỏ được chính là chàng, còn chàng, không bỏ được thứ gì vậy? Đường lệ từ đáp, nếu nàng không ngại thì cứ coi người ta không bỏ được chính là nàng đi. Hoàng Tam Kim mỉm cười yêu kiều lại xen lẫn chút cay đắng, nếu chẳng muốn lừa gạt ta thì cũng nên diễn cho giống một chút. Thời gian tới cô nương cẩn thận hơn nhé, 500 lượng bạc của tuyết tuyến từ thì ta dùng hạt châu này trả. Đường lệ từ lấy từ trong ngực áo ra một hạt ngọc trai. Hạt ngọc kia tròn xoe bóng loáng, sáng rực lấp lánh, to gần bằng ngón tay cái. Đương nhiên giá trị không chỉ có 500 lượng bạc. Nếu tuyết tuyến tử đã tìm được cỗ xe ngựa kia thì chúng ta cũng nên đi. Hôm nay đã làm phiền cô nương phải tiếp chuyện. Đường lệ từ vô cùng cảm kích. Hoàng Tam Kim đứng dậy, phải đi luôn sao? Nàng khẽ thở dài, ta không cần chàng cảm kích nếu năm nào chàng cũng đến đây lấy tiền một lần thì hay biết bao nhiêu đường lệ từ chỉ khẽ mỉm cười hành lễ từ biệt rồi đưa chỉ vân và thẩm lam hồn rời đi hoàng tam kim nhìn ba người đàn ông lên đường lại nhìn xuống chén trà đường lệ từ đã uống trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều lúc này tràn đầy vẻ lạnh lẽo thê lương nàng thích người này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng cũng từ khi ấy nàng đã biết người này bạc tình nhưng đàn bà trung quy vẫn là đàn bà thích thì vẫn cứ thích thôi, mà kẻ bạc tình trước sau vẫn là kẻ bạc tình. Cây lão già chết toi tuyết tuyến tử kia, trên đời có bao nhiêu xe ngựa đi từ hướng đông về hướng nam, không lẽ lão tử phải chặn từng xe một để kiểm tra xem bên trong có rắn độc hay không à? Thiên hạ rộng lớn thế này, đi đâu để tìm đây? Ra khỏi vạn hâm tiền trang, chỉ vân vẫn luôn cười nhạt, nhìn trời thì ngứa mắt trời quá trong, nhìn cây thì ngứa mắt lá quá xanh nhìn thẩm lang hồn thì ngứa mắt hắn câm nhìn đường lệ từ thì ngứa mắt y thả thính khắp nơi tuyết tuyến từ tìm được vợ chưa cưới của ngươi nhanh như vậy chắc không phải do hắn thần thông quảng đại đâu mà nhờ may mắn thôi đường lệ từ nói ta đoán hắn bắt gặp vị tiểu cô nương xinh đẹp như hoa kia dọc đường đi theo nàng ta đến tận dư gia kiếm trang của dư khớp phượng sau đó tình cờ thấy xe ngựa của bạch tố xa nên mới biết tung tích nàng ta chỉ vân hừ một tiếng lão tử mà tóm được à đàn bà này thì nhất định phải vung đao chém chết ngay. Thẩm lang hồn không nói nửa lời, dường như những lời hai người kia đang nói chẳng hề khiến hắn tò mò. Ba người đến nhà người phụ nữ trong thành đang cho phụng phụ bố nhờ để đón nó về, sau đó đường lệ từ thuê một chiếc xe ngựa đi về phương Nam. Bên trong xe ngựa, thẩm lang hồn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi xếp bằng ở một bên trông như một pho tượng gỗ. Chỉ vân nằm dài ra ghế, hai cái chân còn gác lên người thẩm lam hồn mà hắn cũng không giận. Đường lệ từ ngồi cạnh chỉ vân, cũng may xe ngựa rất rộng rãi, đầu chỉ vân vẫn còn cách y một khoảng. Xe ngựa dần dần đi xa khỏi điện thành, từ đây đi thẳng về phía trước hơn trăm dặm nữa là đến quan an, dư ra kiếm trang nằm ngay bên ngoài quan an. Thẩm huynh, đường lệ từ bế phụng phụng, phụng phụng ngồi bên trong xe ngựa rung rung lắc lắc, tỏ ra rất vui vẻ hai tay nắm chặt cổ áo đường lệ từ kéo quần áo y sộc sạch lộ ra cả bà vai phải đường cong bà vai hoàn mỹ mềm mại trơn bóng y không để ý bất ngờ quay sang nói với thẩm lang hồn ta có chuyện muốn hỏi thẩm lang hồn nhắm mắt không trả lời đường lệ từ lại tiếp thẩm huynh có thể hỏi lại ta một câu vừa nói ra câu này thẩm lang hồn đột nhiên mở mắt ánh mắt hắn bình thường không có thần thái nhưng một khi mắt sáng lên sẽ giống như viên minh châu rực rỡ như kim cương tỏa sáng lấp lánh khiến người khác chấn động hắn hờ hững hỏi chuyện gì đường lệ từ chỉ con rắn đỏ trên mặt hắn hình xăm này từ đâu ra thẩm lang hồn không đáp đôi mắt tràn đầy ánh sáng của hắn nhìn chằm chằm thành xe một lúc lâu mới nhàn nhạt hỏi võ công của ngươi có được là nhờ hoán công đại pháp đường lệ từ mỉm cười đáp mà không hề chớp mắt không sai ánh sáng trong mắt thẩm lang hồn lại càng bùng phát dữ dội hắn đột ngột quay sang nhìn y chằm chằm hay lắm đường lệ từ nhìn lại hắn không chớp mắt nếu nói ánh mắt thẩm lang hồn như quang như điện thì ánh mắt đường lệ từ lại chất chứa ngàn vạn câu từ giống như trăm ngàn loại tâm tư tình cảm rót chung vào một cái chén cứ thế xoay tròn xoắn suýt không thể nhìn ra ý vị chứa trong đó chỉ vân mở mắt nhìn lên đỉnh xe ngựa chuyện này hắn đã biết từ lâu rồi võ công của đường lệ từ vốn không phải do y tự luyện. Hoán công đại pháp là một môn tà thuật, trong chốn giang hồ, chỉ cần ai đó nhắc đến hoán công đại pháp cũng đủ khiến người nghe đổi sắc mặt. Nhất là trải qua chiến dịch Bạch Nam Châu mấy năm trước đây, người trong giang hồ lại càng thêm khiếp sợ loại tà thật này. Hoán công đại pháp cùng với cồn tuyết, ngọc cốt đều bắt nguồn từ vãng sinh phủ. cồn tuyết và ngọc cốt là công phu cơ bản của vãng sinh phủ, mà hoán công đại pháp chính là thuật tàu hỏa nhập ma của nó tương truyền mấy chục năm trước trong giang hồ có một ma đầu tu theo vãng sinh phổ bị tàu hỏa nhập ma vì muốn được giải thoát mà truyền toàn bộ công lực bao năm tu luyện được từ vãng sinh phổ cho học trò sau đó tán công mà chết học trò của hắn ấy vậy mà nhận được võ công cao gấp mấy lần trở thành tuyệt đại ác nhân càn quét thiên hạ Nhờ vậy trốn giang hồ mới biết tu vãng sinh phổ trải qua tàu hòa nhập ma rồi truyền cho người khác, công lực có thể tăng lên gấp mấy lần. Nếu người tán công vốn có công lực thâm hậu thì người được truyền sẽ nắm trong tay công lực vô song, kinh thiên tuyệt thế, lại còn không phải chịu nỗi khổ từ chân khí của vãng sinh phổ là chết yểu năm 25 tuổi. Chẳng qua kinh thư vãng sinh phổ đã thất truyền, bằng không trong giang hồ thiếu gì kẻ điên liều mạng nói không chừng lúc nào đó sẽ nhảy ra thêm một hai đại ma đầu náo loạn trời đất. Nhãn lực của thầm lang hồn thật tốt, liếc một cái thôi cũng nhìn ra võ công của đường lệ từ không phải do y tự luyện, nhưng khi nghe được hai chữ, không sai vẫn không khỏi chấn động tinh thần, vô cùng kinh hãi. Mà người này lại vẫn điềm nhiên như không, sắc mặt vẫn đẹp đẽ, mặt mũi tươi cười hỏi, hình xăm màu đỏ trên mặt thẩm huynh từ đâu ra vậy? thẩm lang hồn im lặng hồi lâu rồi thản nhiên đáp bị người ta xăm lên đường lệ từ hỏi ai thẩm lang hồn hỏi ngược lại là kẻ nào truyền công lực cho ngươi hàng mi đường lệ từ không chớp dù chỉ một lần bạn thẩm lang hồn hỏi lại hắn đường lệ từ ôn hòa đáp chết rồi ngực thẩm lang hồn phập phồng trong lòng vô cùng kích động hắn lấy vãng sinh phổ từ đâu đường lệ từ không đáp một lát sau mới khẽ thở dài hắn tình cờ có được vãng sinh phủ, sau khi hắn chết, nó đã bị người ta lấy đi mất rồi. Thẩm huynh, ta đoán ngươi bại dưới Hoán Công Đại Pháp, bị người ta xăm dấu ấn này lên mặt đúng không?" Ánh mắt Thẩm Lang Hồn trở nên thê lương, hắn từ từ đứng dậy. Dù ở trong xe ngựa lắc lư, hắn vẫn đứng vô cùng vững chãi, sống lưng thẳng tắp, chậm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt, nhạt đáp, "Không sai, kẻ ấy đánh bại ta chỉ bằng một chiêu." điểm huyệt đạo của ta, lấy châm cài tóc và son của vợ ta, xăm dấu ấn đỏ rực này lên mặt ta trong suốt hai canh giờ. Chỉ vân vốn nghe câu được câu chăng, chuyện cũng không liên quan đến hắn, nhưng lọt vào tai câu này vẫn không nhịn được mà chửi ầm lên, tổ sư, tên này không bằng xúc vật. Vậy còn vợ ngươi thì sao? Thẩm lang hồn gần từng chữ một, hắn ném vợ ta, xuống hoàng hà. Chỉ vân thấy khóe mắt hắn nứt ra, vằn lên tia máu thì không khỏi thở dài. Đừng buồn, đừng buồn, vợ lão tử chạy theo thằng đàn ông khác, lão tử còn không khóc. Người khóc cái gì? Khóe miệng thầm lang hồn khẽ cong lên, mơ hồ lộ ra một nụ cười rất nhạt. Ta với hắn không thù không oán, chỉ tình cờ chạm mặt trên đường. Hắn thấy ta biết võ công nên cố tình ra tay với ta, tài nghệ ta không bằng hắn. Nói đến đây, đường lệ từ mở miệng cắt ngang, kẻ ra tay với ngươi có đôi mắt rất đẹp phải không? thẩm lang hồn hơi chững lại dây lát giống như ngừng thở một nhịp thản nhiên nói quả nhiên ngươi biết hắn trên đời này có mấy ai dám luyện vãng sinh phổ đâu luyện mà đen đùi bị tổ hòa nhập ma lại càng ít võ công của ta và võ công của người xăm dâu ấn này lên mặt ngươi đúng là từ cùng một người của cùng một người hoán công truyền lại đường lệ từ nhìn thẩm lang hồn giọng nói vẫn điềm tĩnh ôn hòa như mọi khi nhưng ta không thể nói cho ngươi biết hắn là ai được Ta cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu, lấy tên là gì." Thẩm Lăng Hồn bỗng quay phát lại, "Nhưng ngươi lại biết trông hắn như thế nào, ngươi có quan hệ gì với hắn? Là bạn ngươi truyền công lực cho hắn đúng không? Làm sao ngươi có thể không biết hắn là ai?" Chỉ Vân Mùi nghe bên cạnh cũng lạnh lùng nói, "Ngươi chưa bao giờ kể những chuyện này cho lão tử." Đường Lệ từ nói, "Nếu ngươi hỏi thì đương nhiên ta sẽ không nói cho ngươi biết, nhưng chuyện này liên quan đến thủ giết vợ của Thẩm huynh." tuy ta không muốn nói nhưng cũng buộc phải nói sắc mặt thẩm lang hồn tái nhợt nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại trói trang dọa người hắn là gì của ngươi hắn có thể mang họ liễu đường lệ từ nhìn thẩm lang hồn không chớp mắt ta đoán hắn ra tay với ngươi không phải vì nhìn ra ngươi có võ công mà vì ngươi có đôi mắt đôi mắt chỉ vân theo đó nhìn chằm chằm vào mắt thẩm lang hồn mắt hắn làm sao đường lệ từ đáp chẳng lẽ từ bé đến giờ chưa từng có ai khen mắt ngươi rất đẹp. Thẩm lang hồn ngẩn người, gì cơ, chỉ vân sợ hãi, bật cười hỏi, chẳng lẽ hắn xăm ấn đỏ kia lên mặt thẩm huynh là vì ghen tị ngươi có đôi mắt đẹp. Móa, đường lệ từ thở dài, nếu hắn ghen tị ngươi có đôi mắt đẹp thì sao không móc mắt ngươi ra, mà lại muốn xăm hình lên mặt ngươi. Chắc là vì hắn thấy mắt ngươi tuy đẹp nhưng tiếc thay gương mặt lại bình thường nên muốn xăm lên mặt ngươi một dấu ấn để người khác phải chú ý chỉ vân và thẩm lang hồn ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu sau chỉ vân mới suy một tiếng cái quái gì vậy lão tử không tin đường lệ từ khẽ mỉm cười tin hay không tùy ngươi rốt cuộc hắn là ai bạn ngươi là ai thẩm lang hồn gần từng chữ hỏi còn ngươi lại là ai đường lệ từ vỗ vỗ vai hắn mỉm cười nói ngồi xuống đi nếu ta biết tin tức của hắn nhất định nói cho ngươi biết được chưa chỉ vân mồi bật dậy mấy năm nay ngươi bỏ kinh thành đi phiêu bạt bốn phương nói là tìm người không phải là tìm người này đấy chứ đường lệ tư ấn thẩm lang hồn ngồi xuống người ta muốn tìm là người khác thẩm lang hồn ngồi xuống vốn là một người lạnh lùng ảm đạm nay lại hiện ra nét mềm yếu lúc ngồi xuống thân thể hơi lảo đảo tâm tình kích động đường lệ từ lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nho nhỏ hình tròn hơi dệt. Bình kia rất nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay, chất ngọc trắng tinh như tuyết, chạm khắc hình mây. Mở nắp bình ra liền người thấy một mùi rượu vô cùng nồng sộc thẳng vào mũi, kích thích cho chỉ vân lập tức hát hơi. Nhìn cũng biết rượu trong bình kia chỉ được hai ba ngụm, y đưa bình ngọc cho thẩm lang hồn, thẩm lang nhìn rượu bên trong đỏ thẫm như máu, bích huyết. Chỉ Vân lười nhắc nói, ngươi cũng biết nhìn hàng cơ đấy, rượu này đắt ngang vàng, vị không khác gì tiêu cay, uống vào giống như tự sát. Thẩm lang hồn ngừa cổ tu sạch rượu trong bình rồi vung tay ném bình ngọc ra khỏi xe, chỉ nghe một tiếng cộc bên ngoài. Chỉ Vân trợn mắt lườm hắn, ngươi có biết ngươi vừa ném hơn năm ngàn lượng bạc ra ngoài cửa sổ không? Thẩm lang hồn thản nhiên đáp, chẳng lẽ y mời rượu ta mà còn tiếc cái bình? vừa nói vừa nhìn đường lệ từ rượu ngon đường lệ từ mỉm cười dường như y đưa bình rượu cho thẩm lang hồn chính là cố ý để hắn ném đi tâm trạng đã tốt hơn chưa thẩm lang hồn hơi ưỡn sống lưng rốt cuộc hắn là ai ba năm trước đường lệ từ kể bạn tốt của ta đánh đàn ở chu thê lâu cầm nghệ tuyệt diệu thiên hạ chỉ vân à lên chu thê lâu chẳng lẽ là tam thanh phương chu đường lệ từ đáp ừ chỉ vân và thẩm lang hồn nhìn nhau ba năm trước tam thanh phương chu của chu thê lâu nổi danh khắp thiên hạ tương truyền nghe tiếng đàn của phương chu ai nấy đều không ăn được một tiếng thở dài đọc thầm ba tiếng phương chu phương chu phương chu ôi chao thế là thành biệt danh thẩm lang hồn nhàn nhạt nói người quen toàn người nổi tiếng đương thời đường lệ từ cười khẽ lẽ nào ta không phải người nổi tiếng đương thời ngày đó hắn còn đánh đàn ở chu thê lâu một hôm có vị khách mặt nửa trắng nửa đỏ tới nghe đàn nghe xong tặng cho hắn một quyển sách nói là nhìn sắc mặt hắn không tốt nếu gặp phải đại nạn rơi vào bước đường cùng thì có thể mở ra xem quyển sách kia là gì vãng sinh phổ à chỉ vân hỏi đường lệ từ cười cười khẽ thở dài một hơi ngày thường y vẫn ôn hòa tao nhã cử chỉ đoan trang lúc này lại thở dài một hơi khiến người ta mơ hồ cảm thấy luồng khí kia như thổi vào tay, làm tay mình ấm lên. Y nói tiếp, hắn không đọc quyển sách đó nhưng ta xem rồi, chính là vãng sinh phù. Khi đó hắn mang bệnh nặng chẳng sống được mấy ngày, gắng gượng lắm mới đánh được đàn. Sau khi xem xong quyển sách kia, ta bảo hắn mỗi ngày luyện một ít. Hắn đọc không hiểu thì ta dạy hắn huyện, Sau khi luyện thành thì hoán công sang cho ta. Nói đến đây, thẩm lang hồn cười nhạt đường công từ quả là xứng với chữ ác, không hồ là người đứng đầu vạn hiếu trai. Đường lệ từ cũng không tức giận, tiếp tục mỉm cười nói, chuyện này vốn tiến hành rất thuận lợi, nhưng đến đúng hôm hoán công, đột nhiên có hai người xông vào gian phòng của Phương Chu ở Chu Thê Lâu, cắt ngang hoán công đại pháp. Trong lúc hỗn loạn, Phương Chu truyền toàn bộ công lực cho ba người, sau đó thì chết. Thẩm lăng hồn hỏi, kẻ giết vợ ta là một trong số đó đường lệ từ gật đầu thở dài sau khi phương chu chết thì hai người kia mang vãng sinh phủ đi khi ấy ta bị thương nhẹ nên đến giờ vẫn không biết nó ở đâu nói đến đây ngón tay y bất giác khẽ ấn lên phần bụng giữa hai chân mày thoáng hiện lên vẻ đau đớn chỉ vân vẫn giữ im lặng thầm lang hồn hờ hững hỏi nhưng rồi người thất vọng với việc đem bạn ra đổi công lực và đường lệ từ mỉm cười nhìn sang chỉ vân từ sau khi hỏi ra câu chẳng lẽ là tam thanh phương chu, chỉ vân vẫn nhắm mắt nằm trên ghế giống như ngủ, dường như đường lệ từ nói cả buổi hắn cũng không nghe lọt tai câu nào. Lúc này nghe câu hỏi kia, khóe miệng hắn cong lên, quể oải nói, lão tử thừa biết hồ ly tóc trắng họ đường chẳng phải hạng tốt lành gì cho cam, mà đổi lại là lão tử thì có lẽ cũng làm như vậy. Người dù sao cũng phải chết, lưu lại cho người khác võ công trước khi chết dù sao vẫn có ích hơn là chết hoài chết phí nói tóm lại lão tử tà ma ngoại đảo hồ ly họ đường là yêu ma quỷ quái họ thẩm ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì chẳng ai có tư cách chê ai một đám nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã với nhau cả thôi thẩm lang hồn cười ha ha. hắn không nhìn đường lệ từ cũng không nhìn chỉ vân mà đột một hỏi vì sao các ngươi muốn bắt dư khớp phượng bởi vì dư khớp phượng là người xấu chỉ Vân cười ha hà, người chưa nghe ai nói chuyện kẻ xấu bắt kẻ xấu bao giờ à? Thẩm lăng hồn đáp, so với ta và đường công tử thì ngươi còn chưa được tính là người xấu đâu. Dứt lời cả ba cùng cười to. Phụng Phụng vẫn mở to mắt tò mò nghe ngóng cứ như nó hiểu hết lời mọi người nói. Giờ mới khẽ ngáp một cái rồi rúc vào ngực đường lệ từ nhắm mắt lại. Đường lệ từ lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước rãi chảy ra bên khóe miệng nó, phải đi mấy ngày nữa mới tới dư ra kiếm trang. Ngày mai đến nhai tỉnh trang chúng ta đi ăn một bữa rau dưa ở nhà dân rồi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Thẩm lăng hồn ngồi khoanh chân nhắm mắt lại. Hắn làm sát thủ ba năm, lần này không những được đưa rước bằng kiệu mà còn được ăn một bữa cơm rau dưa trước khi động thủ. Cảm giác này đúng là chưa từng trải qua mà. chương 6, kiếm trang tuyết lang không một. Nhà của dư khấp vượng ở dưới chân núi Phi Hoàng, rộng 20 dặm, nằm đầu nguồn con suối, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bên trong không thiếu đình đài lầu các, hoa thơm trái ngọt, chim muông cỏ cây, chẳng khác gì trang viên của những nhà giàu khác. Trong hậu viện của kiếm trang gần đây mới trồng một vườn nhỏ toàn hoa bốn cánh màu trắng hình bươm bướm, đẹp đẽ vô cùng. Nghe nói hoa này tên là là Bạch Hồ Điệp gia đinh trồng Bạch Hồ Điệp là một người trẻ tuổi mới tới, tóc trắng như tuyết. Nghe nói hắn mất mẹ từ nhỏ, trong đám tang khóc lóc quá thảm thiết nên chỉ qua một đêm đã bạc trắng cả mái đầu, sau này cũng không đen trở lại được. Nghe được câu chuyện này ai cũng thương hắn, một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú như vậy mà đã trắng xóa cả đầu. May thay hắn cũng không vì thế mà cảm thấy tự ti, hơn nữa với diện mạo này hắn cũng có thể lấy được vợ. Chỉ tiếc thanh niên này tuy tuấn tú tiêu sái nhưng lại tự nhận mình không biết chữ, chỉ biết trồng hoa hoa trắng như bươm bướm dài đầy mặt đất mỏng manh như muốn bay lên giữa nắng chiều và tiếng chim ca cảnh sắc yên ả à say lòng người thanh niên mù chữ tay cầm sẻng trồng hoa tự xưng là tuyết lang này chính là tuyết tuyến tử tuyết tuyến tử đương nhiên không mù chữ mà thậm chí còn viết chữ đẹp là đằng khác chẳng qua hắn lười ký tên lên khí ước bán thân mà thôi cả đời tuyết tuyến tử chỉ có tật lười biếng ngoài lười biếng ra thì chỉ thích hoa và mỹ nhân bạch hồ điệp này là giống hoa lai, đang nở rộ đầy đất dưới bàn tay chăm bẵm của hắn, nhưng hoa này cũng không phải do hắn trồng. Người trồng hoa này là một cô gái áo trắng chừng 18 tuổi, ở trong một lầu gác ở hậu viện của Dư Khấp Phượng, rất ít khi ra ngoài. Hắn ở đây chăm hoa nửa tháng chỉ thấy mặt nàng ta hai lần, trong đó còn có một lần nàng ta đeo khăn che mặt bằng lụa mỏng thướt tha, nhưng vẫn lờ mờ thấy được dung nhan ẩn hiện nàng là một thiếu nữ vô cùng u nhã trầm tư giống như lá sen vươn lên khỏi mặt hồ giữa cơn mưa bụi nàng ưu nhã thanh tú nhưng luôn mang theo vẻ u uất mỗi khi nàng ra khỏi lầu gác bầu không khí sẽ nhuốm lên nét bi thương khó tả tất cả mọi chuyện vui vẻ đều tan thành mây khói một khi nàng bước qua người ở dư gia kiếm trang đều công phụng nàng như khách quý nhưng không ai biết lai lịch của nàng mọi người đều gọi nàng là hồng cô nương xưa nay chưa từng cười, trừ những lần ngồi xe ra ngoài thì nàng cũng không ra khỏi lầu gác kia. Lúc rảnh rỗi nàng sẽ ngồi tựa bên cửa sổ của tòa lầu gác kia lẳng lặng nhìn về phương xa, khẽ vuốt ve cây sáo nhỏ trong tay. Mỹ nhân trên đời có trăm nghìn dáng vẻ, người đẹp như trăng rằm, người dáng như nhành liễu, hoặc thần thái như băng, hoặc cốt cách như ngọc. Mà vẻ đẹp hồng cô nương lại là yêu thương như hoa, một ngày kia có lẽ sẽ rụng rơi trong nước mắt. Cả đời tuyết tuyến từ nhìn hoa ngắm mỹ nhân, mỹ nhân kiểu này phải ngắm thật kỹ, nhìn thật lâu mới thấy hết vẻ đẹp. Hôm nay nắng chiều đẹp như tranh vẽ, hắn đang nhổ cỏ trong vườn hoa thì chợt nghe có giọng nói xa xăm vang lên sau lưng, sông thu in bóng ngô đồng, mưa xuân bươm bướm thức dòng đêm thâu. Năm xưa, tuyết tuyến tử ngẩng đầu lên cười cười tiếp lời, năm xưa ai đợi trong lầu, chăng như tờ nhện răng sầu kín gương. Nguyên văn, Thu Thủy Ngô Đồng Lạc Trần Thiên, Xuân Vũ Hồ Điệp ứng vị miên. Ký niên Thủy Đãi Lâu Trung Tỏa, Minh Nguyệt Chu Ti Mãn Kính Tiền. Giọng nói ôn nhu sau lưng khe khẽ thở dài, công tử văn hay chữ tốt. Ta thấy phong thái công tử không tầm thường cũng đã nghĩ ngươi không phải kẻ mù chữ thật. Ai dè lại còn văn chương lai láng, xuất khẩu thành thơ. Tuyết tuyến tử xoay người lại, chỉ thấy một cô gái áo trắng đeo mặt nạ lụa mỏng, vòng eo mảnh mai huyền truyền như có thể ôm gọn bằng một tay. Hoa bạch hồ điệp này rất mong manh yếu ớt, chăm cho nó tươi tốt như vậy chắc chắn phải có tay nghề trồng hoa hạng nhất. Không dám nói điều, tại hạ may mắn chạm mặt cô nương ở eo quan môn một lần, từ đó ngày nhớ đêm mong, không sao quên được, cho nên mới lần theo dấu chân đi chăm dặm đến nơi đây bán mình cho dư ra, chỉ mong một ngày nào đó lại được thấy cô lần nữa. Tuyết tuyến tử nói ra những lời cực kỳ chân thành còn chưa từng nghĩ tới những thứ không an phận khác. Cô gái áo trắng kia gật đầu khẽ đáp, ta biết, ngày nào ta cũng thấy ngươi trồng hoa ở đây, còn nhìn vào khung cửa sổ ta hay ngồi. Chỉ là ta không hiểu, chúng ta không quen nhau, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Tuyết tuyến tử ném sẻng trồng hoa sang một bên, cười nói, nét đẹp của cô nương nằm giữa hai chân mày, như trâu như nhíu, tựa hồ có mây khói vờn quanh ta có một từ muốn tặng cô nương, tự cho là tuyệt diệu, chẳng hay cô nương có muốn nghe không? Cô gái áo trắng lùi một bước, là gì? Món tay tuyết tuyến tử viết trong không trung, chẳng qua là hai chữ đề lan. Vẻ đẹp của cô nương giống như nhành lan u buồn rơi lệ, hiếm thấy trên đời. Nói xong gật gù đắc ý, lẩm nhẩm đọc, u lan lộ, như đề nhãn, giống như đang đắm chìm vào trong đó không thoát ra được. Đề lan bằng lan khóc u lan lộ, như đề nhãn bằng xương đỏng trên nhành lan u buồn như lệ vương trên mắt. Cô gái áo trắng im lặng một hồi, hóa ra đây là một tên thư sinh ngông cuồng. Ta chưa chắc đã tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, nếu là người có học thì việc gì phải ở đây trồng hoa, hay là ngươi, ngươi về nhà đi. Tuyết tuyến tử lắc đầu nguầy ngụy đến phương danh của cô nương còn chưa được biết, tại hạ chết cũng không nhắm mắt. Huống hồ gương mặt cô nương thấm đẫm ưu phiền, tại hạ bất tài, vẫn muốn san sẻ cùng cô nương. Cô gái áo trắng khẽ cười, ta họ hồng, hồng trong sắc đỏ. Tay nàng nhẹ nhàng mắt đóa hoa hồ điệp cài trên tóc, tên mốc, chuyện khiến ta phiền lòng chẳng ai giúp được. Kẻ trói gà không chặt như ngươi nên mau mau rời khỏi nơi nguy hiểm này. Cho ngươi đóa hoa này, nếu trên đường có người ngăn ngươi lại thì cứ bảo là hồng cô nương sai ngươi đi. Nhưng tuyết tuyến tử lại lắc đầu, ban ngày ban mặt, Thiên hạ thái bình, lấy đâu ra nguy hiểm? Nếu có nguy hiểm, nam tử hán đại trượng phu như ta nhất định phải bảo vệ nàng. Hồng cô nương lắc đầu nói khẽ, hồ đồ ngu ngốc. Nàng không để ý đến hắn nữa, xoay người trở về lầu gác, trong lòng thầm nghĩ nếu người ấy đối xử với nàng tốt như vậy, không, chỉ cần người ấy chịu nói với nàng một câu như vậy, cho dù không phải thật lòng đi nữa, thì nàng chết cũng cam lòng. Đáng tiếc người ấy chỉ để ý đến nha đầu xấu xí kia. Hồng cô nương trở về lầu gác, tuyết tuyến tử đá bay sẻng trồng hoa sang một bên, nằm ngửa ra bãi cỏ ngủ thiếp đi. Trên nóc nhà xa xa có người cười lạnh nói, bản lĩnh hái hoa của lão sắc quỷ kia ghê gớm thật đấy. Người còn lại cũng mỉm cười, nếu đứng trước mặt bảo hắn hái hoa thì coi chừng hắn nhảy dựng lên liều mạng với người đấy. Đời này hắn ghét nhất kẻ nào bảo hắn hái hoa, chẳng qua hắn chỉ thích ngắm người đẹp thôi. Tuyết tuyến tử một lòng một dạ với phu nhân, dù vợ hắn đã qua đời 10 năm nay nhưng hắn chưa từng động đến một ngón tay của người đàn bà khác đâu. Người đang nói chuyện là đường lệ từ, hôm ấy ba người họ vừa đến dư ra kiếm trang, vừa nhảy qua tường, trèo lên nóc nhà lớn thì thấy cảnh tượng này. Vợ lão sắc, lão quỷ này mất gần 10 năm rồi, vậy hắn bao nhiêu tuổi? Chỉ vân ngạc nhiên, đường lệ từ đáp, ai mà biết được, hay là ngươi hỏi hắn đi. Cẩn thận, có hộ về, ba người nhanh chóng leo xuống khỏi mái nhà, dư ra kiếm trang bảo to chẳng to bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ, muốn tìm dư khấp phượng cũng hơi phiền. Lầu chính có bảy tầng, tầng trên cùng không ai ở, ba người đành ngồi nghỉ ngơi một chút. Chỉ vân bất ngờ lên tiếng, tuyết tuyến tử lêu lồng ở đây lâu thế, hẳn phải biết dư khấp phượng ở đâu nhỉ. Đường lệ từ mỉm cười, hỏi hắn chi bằng hỏi nô bộc ở đây, chỉ cần không gây náo loạn quá lớn, giống như thế này. Y đột ngột đưa tay ra tóm lấy một người từ cầu thang, sách cổ hắn lên, mỉm cười hỏi, hôm nay dư kiếm vương có ở trong phủ không? Người nọ bị đánh úp bất ngờ, ú ơ muốn kêu cứu, đường lệ từ bẻ cầm hắn đánh rắc một tiếng vô cùng nhanh, rồi bẻ lại đánh rắc một tiếng nữa, vẫn tươi cười hỏi, dư kiếm vương đang ở đâu? cầm người nọ chật ra chật vào đau thấu trời xanh, trong họng còn nghẹn lại một hơi, lập tức ho lên khù khủ, khủ, có, chuyện gì? Đường lệ từ ôn hòa nói, chúng ta là bạn cũ của dư kiếm vương, hôm nay đến đây là có việc quan trọng cần bàn. Món tay y vẫn đè lên cầm người nọ, chỉ ấn nhẹ nhàng là có thể bẻ cầm hắn lần nữa. Người kia cảm nhận được đầu món tay y hơi dùng sức, lập tức tái mặt, ngài ấy, ngài ấy đang tiếp khách ở kiếm đường hắn chỉ vào một tòa lầu nhỏ màu vàng nằm bên cạnh lầu chính ở kia tốt lắm đường lệ từ vỗ một cái xuống đỉnh đầu hắn người kia cứ vậy gục xuống chỉ vân cao mày đây là người của dư khớp phượng à sao ăn hại quá vậy đường lệ từ cười cười người này có khi không phải nô bộc của dư khớp phượng đâu ta đoán hắn là khách y kéo vạt áo của hắn một cái một bình thuốc nhỏ rơi xuống đất thẩm lăng hồn nhặt lên mở ra người hờ hững nói, thuốc độc. Chỉ vân lục lọi thắt lưng hắn lại tìm được một đôi đoàn kiếm, hình như là đệ tử của kỳ phong tiêu gia, chẳng lẽ hắn trốn ở đây uống thuốc. Đường lệ từ xòe tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc đen, vừa nãy y vặn cầm người này ngoài mục đích để hắn ngậm miệng thì còn để lấy viên thuốc. Y cười nói, không sai, kỳ phong tiêu gia tích chữ lắm bạc nhỉ, chỉ vân lầm bẩm bố khỉ, đổ phá cua đường lệ từ ném viên thuốc kia sống đất dư khớp phượng đang ở kiếm đường chúng ta đến thăm đàng hoàng hay là thẩm lăng hồn đáp treo xa nhà chỉ vân gạt đi đương nhiên vào cửa chính lão tử sao phải ẩn ẩn núp núp đường lệ từ lại cười nói vậy chúng ta ai làm việc nấy nhé vừa dứt lời thẩm lăng hồn lắc người một cái đã mất tâm chỉ vân treo ra lan can một bóng áo trắng lao thẳng tới trước cửa kiếm đường Đường lệ từ thì vẫn đứng trên lầu chính, chỉ thấy thẩm lang hồn bay qua cửa sổ áp mái như một bóng ma, ẩn nấp trên xà nhà không gây một tiếng động. Chỉ vân vừa đáp xuống đất thì cửa kiếm đường mở tung, một thanh đoàn kiếm bay ra. Áo khoác chỉ vân vung lên, chỉ nghe vù một tiếng, thanh đao kia gặp lực cản xoay đầu lại, bay ngược về phía bụng chỉ vân. Chỉ vân không tránh không né, lại nghe một tiếng canh giòn giã, đao kia va phải vật gì đó trên thắt lưng chỉ vân liền rơi xuống. Môn đồ có người nói vọng ra, ta còn thắc mắc khách không mời mà đến là ai, hóa ra là thiên thượng vân. Nhưng không biết các hạ hung hăng như vậy là có chuyện gì. Chỉ vân bước vào kiếm đường của dư gia, chỉ thấy bốn bức tường trang nghiêm, chính giữa treo một thanh kiếm vàng. Tòng sảnh đường kê mấy bộ bàn ghế, cũng không phải đồ vật quý giá gì. Có mấy người đang ngồi uống trà, trong đó có một người vừa thấy hắn bước vào liền nhíu mày, chính là người vừa nãy phóng kiếm ra. Chỉ vân thản nhiên đáp, ta cứ tưởng đại công tử kỳ phong tiêu ra thế nào chứ? Hóa ra chiêu xoay kiếm ra truyền còn chưa học được hai phần mà dám ngồi đây uống trà với dư kiếm vương, không sợ đau lưng à? Mấy người ngồi cùng thoáng biến sắc, mà thư sinh phóng kiếm ra ban nãy vẫn giữ sắc mặt ôn hòa, tư chất kỳ lan tầm thường, học hành chưa đến nơi đến chốn làm xấu mặt ra môn. Nhưng mục đích tôn giá đến đây không phải để chỉ bảo kiếm pháp tiêu ra đấy chứ. Chỉ vân xì một tiếng rồi quay sang nhìn dư khớp phượng đang ngồi trên ghế. Dư lão đầu, người lớn đầu rồi mà danh tiếng cũng không tệ. Sao còn bán thuốc độc lừa tiền bạc người ta y như đám lừa đảo xấu xa trên giang hồ. Đầu óc người uống nước, lương tâm đem cho chó ăn, ruột gan co giật kinh mạch thắt nút rồi hả? Ra đây, hắn rốt nhất hoàn độ nguyệt bên hông ra, mũi dao trò thẳng vào mũi dư khớp phượng, hôm nay lão tử đến tìm ngươi đó. Xưa nay chỉ vân nói chuyện vẫn luôn chấn động toàn trường như thế, làm mấy người tiêu ra chố mắt nhìn nhau. Nhưng sắc mặt sư khấp phượng vẫn không thay đổi, hắn thản nhiên đáp, danh con hỗn láo. Tiêu kỳ lan nhíu mày, thiên thượng vân danh tiếng lẫy lừng, sao có thể hành sự càn quấy như thế? Chưa nói đến chuyện dư đại hiệp là đệ nhất kiếm khách trên giang hồ, danh tiếng hiệp nghĩa vang khắp thiên hạ, thì ngồi ở đây còn có thượng sư phổ châu, thanh khê quân tử, ngươi lại dám đứng đây ngông cuồng. Chỉ vân liếc sang, hóa ra trong mấy người uống trà còn có cổ khê đàm. Ngồi bên trái cổ khê đàm là một vị hòa thượng tóc đen mặc đồ xám, tướng mạo anh Tuấn nhưng lại hơi mang vẻ nghiêm nghị, mi tâm chấm một vết chu sa. Chính là thượng sư phổ châu danh tiếng lừng lẫy trốn giang hồ xuất gia không cạo đầu, ngụ giới đều không theo hòa thượng này tuy xuất gia nhưng không cạo đầu không ăn chay không cay rượu không cấm mình sát sinh, ngoài không háo sắc ra thì chẳng kiêng kỵ gì. Nhưng thượng sư phổ châu bản tính nghiêm túc, mỗi hành động đều đại trí đại dũng, làm người ta kính nể, là một nhân vật được người người trong chính đạo giang hồ tôn kính. Thấy chỉ vân đơn độc thách đấu dư khắp phượng, thượng sư phổ châu trầm giọng hỏi, chuyện kiếm vương buôn bán độc dược, người có bằng chứng không? Chỉ vân bật cười ha hả nếu cứ đem trái phải ra nói thì có rất nhiều chuyện trên đời không thể làm được. Lão tử xưa nay quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, đây cũng tính là bằng chứng nhỉ. Thượng sư phổ châu cao mày, cổ khê đàm đứng lên, chỉ vân, không làm thế được. Dư kiếm vương là tiền bối cao nhân, hắn nói vậy hiển nhiên mang ẩn ý là còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ vân lại không kiên nhẫn nghe hắn dài dòng, quát lên, dư lão đầu ra đây. Dư khớp phượng từ từ đứng dậy, trên người mơ hồ tỏa ra kinh khí, hiển nhiên trong lòng đã dẫn đến ứ gan, động thủ với người không khác nào trò cười, chiêm quyết nhất. Hắn ra lệnh, một người từ ngoài cửa phiêu phiêu lướt vào, trên môi nở nụ cười, có mặt. Dư khớp phượng phất tay, tiễn khách ra khỏi cửa, dạ, tên chiêm quyết nhất này năm nay chỉ khoảng 2122, dùng mạo thanh tú, phong thái giạt rào, nhưng chỉ vân chưa từng gặp nhất hoàn đậu nguyệt của hắn xoay vù vù khoen bạc trên đao kêu leng keng chiêm quyết nhất vừa tiến lên một bước nhất hoàn đậu nguyệt phát ra ánh sáng lạnh lẽo đã chiếm được tiên cơ chém thẳng xuống đỉnh đầu dư khớp phương tả áo xanh của chiêm quyết nhất khẽ tung bay nhất hoàn đậu nguyệt bỗng gặp phải cản trở nảy lên ba vòng rồi bay xoẹt trở về chiêm quyết nhất lấy một vật trong tay áo ra chặn mỉm cười đứng thẳng lên hóa ra bình khí trên tay hắn chỉ là một bình thuốc Ngươi, chỉ vân lạnh lùng nói, không phải nô bộc nhà dư lão đầu. Chiêm quyết nhất liên tục ra tay, chặn được ba chiêu của chỉ vân, hạ giọng cười nói, ánh mắt ngươi cũng không tệ đâu. Chỉ vân đáp, ha ha, lấy bình thuốc làm binh khí, đặc biệt đấy, chắc chắn ngươi chưa bao giờ giao chiến chính diện với người trong giang hồ. Chiêm quyết nhất khen, thật thông minh, chỉ vân lạnh lùng nói, hừ, coi như ngươi ra mặt thay dư lão đầu, Ngươi cho là ta không làm gì được hắn à? người tránh ra cho ta. vừa dứt lời, quần sáng bạc bỗng lóe lên, dư khớp phượng đột nhiên tung người nhảy lên, cái ghế tựa hắn vừa ngồi ghi một thanh phi đao lấp lánh chói lòa. cổ khê đàm sợ hãi, chỉ trong một tích tắc, chỉ vân đã lướt qua chiêm quyết nhất, ánh đao của nhất hoàn độ nguyệt biến thành một luồng sáng phi thẳng đến trước ngực dư khớp phượng. chiêm quyết nhất bám theo như bóng với hình, giơ bình thuốc lên một làn khói xanh mờ mịt mang theo mùi hương tỏa ra khỏi miệng bình cổ khê đàm khẽ hỏi là độc sao thượng sư phổ châu lắc đầu là thuốc trong bình kia là một loại cỏ thơm tên vi huân người vào sẽ giúp người ta say giấc dùng để chữa chứng mất ngủ đương nhiên trong lúc đánh nhau mà hít vào nhiều quá cũng khiến người ta mơ màng buồn ngủ tay chân vô lực hành động này của chiêm quyết nhất làm cho cổ khê đàm không vui cao thủ đang giao đấu tuy không dùng thuốc độc nhưng hắn làm thế cũng là không quang minh chính đại chỉ vân chợt ngửi thấy mùi thơm vội phất tay áo đánh thẳng về phía chiêm quyết nhất như nước chảy mây trôi ống tay áo của hắn dài đến bất ngờ phất ra rồi lại thu về lướt qua như gió mà đao bên tay phải vẫn không hề ngưng bổ về phía sư khớp phượng như một tia sét chiều này trước đánh sau lướt như đại bàng đột ngột dương cánh thế lao tới của chỉ vân thành thục tự nhiên, tới lui trên không trung như cưỡi gió. Cổ khê đàm thầm khen trong lòng một tiếng hay, chỉ thấy dư khấp phượng trở tay nắm lấy thanh kiếm vàng treo trên tường kia, sắt vàng chạm nhau đánh keng một tiếng, nhất hoàn đậu nguyệt của chỉ vân đã bị lưỡi kiếm của hắn chém gãy. Chỉ vân bỗng lùi lại thoát thân, tay áo cuộn lại che qua đầu chiêm quyết nhất, nhẹ nhàng đáp xuống ngay sau lưng hắn, nhấc lưỡi dao vừa gãy hướng thẳng vào cổ chiêm quyết nhất, Dư lão đầu, quả nhiên ngươi đã uống tinh quỷ cửu tâm hoàn. Dư khấp phượng thản nhiên nói, ngươi tài không bằng người còn kiếm cớ bao biện. Kiếm vàng chém gãy đao bạc, chẳng qua là công lực ngươi thua kém. Chỉ vân lạnh lùng đáp trả, nhất hoàn độ nguyệt là mũi đao thép mạ bạc, vừa chắc chắn vừa mềm dẻo. Dù ngươi có luyện 30 năm nội lực cũng quyết không thể lấy một thanh kiếm vàng mềm oạt ra chặt đứt đao bạc trong tay ta trừ phi công lực của ngươi gần đây tăng vọt, mà công lực ngươi thế nào, con mắt tinh tường của Thượng Sư Phổ Châu có thể nhìn ra, không cần lão tử nhiều lời vô ích. Dư khớp phượng nhìn sang Thượng Sư Phổ Châu, sắc mặt Phổ Châu bình tĩnh, cất giọng nhàn nhạt, nhạt, trên người kiếm vương có 60 năm công lực, nhưng không thể coi đây là bằng chứng nói kiếm vương uống cấm dược. Giang hồ bạch đạo giặt một đám rùa bò, chỉ vân lạnh nhạt nói, quân trộm gà trộm chó còn thẳng thắn hơn đám các ngươi nói tóm lại dư lão đầu đừng phái mấy kẻ lai lịch không rõ xông ra chịu chết hãy để đao của chỉ vân một đấu một với kiếm của kiếm vương nhà ngươi lưỡi đao gãy của hắn chỉ thẳng vào dư khớp phượng đổi kiếm ra đây tiểu bối ngông cuồng dư khớp phượng thả thanh kiếm vàng xuống quay ra nói với cổ khê đàm mượn bội kiếm của thiếu thiệp dùng tạm một chút cổ khê đàm tháo thanh kiếm bình đàn đeo bên hông ra mời tiền bối dùng dư khớp phượng rút kiếm ra khỏi vỏ lưỡi kiếm tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời hắn hững hờ nhìn chỉ vân mặt không cảm xúc không dùng đến lai nghi của kiếm vương ngươi sẽ ân hận cả đời đấy chỉ vân vung tay ném chiêm quyết nhất ra khỏi cửa lớn lạnh lùng nhìn dư khớp phượng xuất chiêu đi dư khớp phượng chỉ thở ơ nhìn hắn ánh mắt còn ẩn chứa chốt thương hại thẩm lang hồn đang nấp trên xà nhà tuyệt nhiên không để lộ một hơi thở nào giống như biến mất hoàn toàn trong bóng tối ngoài cửa chiêm quyết nhất bị chỉ vân ném thẳng ra ngoài hơn một trường lảo đảo vài bước hắn vừa mới đứng vững thì chợt thấy một người mỉm cười với mình khiến hắn đổi sắc mặt trong giây lát người kia có một gương mặt ôn hòa đẹp như vẽ nhưng trên chân mày bên trái in hẳn một vết đau. y cười với hắn lâu ngày không gặp Hoa công tử có khỏe không? Chiêm quyết nhất cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại y, rồi ném bình thuốc ra trước mặt y nói, thuốc dài. Người vừa tới xiết cổ hắn đánh rắc một tiếng, cười nói, không phải lần nào ngươi làm vậy ta cũng cho qua được đâu, mời hoa công tử dừng bước, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Thiếu niên áo xanh mang cái tên giả chiêm quyết nhất cười cười. Lần này y rốt cuộc đã xiết cổ hắn như thế nào, hắn vẫn không kịp thấy giống như lần trước y rốt cuộc đã kiểm soát Thảo Vô Phương chỉ bằng một chiêu như thế nào, Thảo Vô Phương đến nay vẫn mơ hồ không rõ. Người có thể bóp cổ mình trong chốc lát thì không thể đắc tội được. Nhưng chuyện y muốn hỏi lại là một vấn đề chí mạng. Người kia bóp cổ hắn, năm món tay bám chặt vào cổ hắn như móc câu, chậm chậm lôi hắn vào bụi cây cạnh kiếm đường như lôi một con chó chết, vừa đi vừa hỏi hết sức ôn hòa, tinh quỷ cửu tâm hoàn của dư gia kiếm trang giấu ở đâu bên trong kiếm đường, đao kiếm tuốt vỏ, kiếm vương dư khớp phượng cầm kiếm bình đàn chỉ xéo vào chỉ vân. Chỉ vân vén vạt áo lên, bốn thanh nhất hoàn độ nguyệt sáng như tuyết rắt bên hông. Xưa nay hắn luôn mang bên người năm thanh phi đao, một thanh đã gãy giờ còn lại bốn. Trong lòng cổ khê đàm vô cùng căng thẳng. Công lực dư khớp phượng chắc chắn trên cơ chỉ vân, nhưng tính tình chỉ vân khác người, nhất định phải gặm cục xương mình nuốt không trôi lúc này mà hai người đánh nhau thì hậu quả thật không rõ. Hắn đến đây cùng Thượng Sư Phổ Châu cũng là vì chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn, hắn vẫn âm thầm nghi ngờ dư khấp phượng, mà Thượng Sư Phổ Châu cũng truy ra được một cỗ xe ngựa màu trắng phân phát thuốc thường xuyên ra vào dư gia kiếm trang. Hai người đang bàn với dư khấp phượng chuyện này, nhưng bàn chưa đâu vào đâu thì chỉ vân đã phá cửa xông vào đòi đánh nhau với dư khấp phượng. Người này dũng khí có thừa, nhưng chuyện chưa chắc chắn mà đã hành sự lỗ mãng như vậy chỉ e sẽ khiến mọi việc ngày càng bông bét không thu dọn nổi. bắt đầu đi chỉ vân cầm chắc thanh đao lưỡi đao thoáng lướt qua cánh cửa hắn hơi cúi đầu liếc mắt nhìn dư khớp phượng cho ta nếm mùi tây phong trảm hoang hỏa đi nào tây phong trảm hoang hỏa là chiêu uy chấn giang hồ của dư khớp phượng dư khớp phượng hư khẽ vùng kiếm bình đàn lên tung một chiêu bình xa lạc nhạn bình thường không hề đặc sắc vào ngực Chỉ Vân. Trước thái độ hùng hổ dọa người của Chỉ Vân, hắn vung kiếm vẫn tính là nể nang như tiền bối dậy bảo vãn bối. Chỉ Vân vẫy tay tung đao, nhất hoàn độ nguyệt vù vù chấn động, trong tích tắc dường như xuất hiện trăm ngàn con mắt quỷ sáng như tuyết giữa không trung. Tiếng lưỡi đao xe gió vù vù như quỷ khóc chụp thẳng xuống đỉnh đầu dư khớp phương. Chiều này tên là độ mệnh, chiêu thứ tám trong độ tự thập bát chảm, giết người lấy mạng, độ vong hồn người. Kiếm khí bình xa lạc nhạn và đao độ mệnh va vào nhau, cổ khê đàm liền thấy kiếm bình đàn của mình nứt một vết cực nhỏ, trong lòng hoảng hốt. Kiếm nứt đủ thấy chiêu này của dư khớp phượng tuy tầm thường nhưng dùng đến 10 thành công lực, một khi đao kiếm chạm nhau thì sẽ. Sau một tiếng keng rền dị chói tai, kiếm bình đàn gãy. Một sợi tóc lướt qua mặt trì vân, thanh đao nhất hoàn độ nguyệt đầu tiên đánh vào khoảng không rơi xuống đất, nhưng trường kiếm trong tay dư khấp phượng cũng gãy mất một phần lưỡi. Hóa ra đao kiếm chạm nhau, chất liệu kiếm bình đàn không bằng đao bạc nên gãy làm đôi. Chỉ vân rút thanh phi đao thứ hai ra, lạnh lùng nói, đổi kiếm. Tiểu bối khinh người quá đáng, dư khấp phượng thản nhiên nói, mang kiếm ra đây. Trong lúc hai người động thủ đã có bảy tám gia đình của dư gia chạy tới, vừa nghe dư khớp phượng ra lệnh mang kiếm thì một người lập tức bước lên hai tay dâm một thanh kiếm mọi người chỉ thấy kiếm này cụ kỵ không có hoa văn gì hình dạng xấu xí giống như đồ bỏ đi dư khớp phượng rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vân cầm đao đứng giữa sảnh khen kiếm tốt ngừng lại một chút hắn hít sâu một hơi lấy sức khẩu nghiệp tiếp thân là kiếm khách mà không đeo kiếm bên người khi cần ra tay lại mượn kiếm người khác là đồ vô chi thân là đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ lúc động thủ lại bắt người khác dâm kiếm lên là đồ vô xì hắn nhìn bội kiếm lai nghi của dư khấp vượng đầy tiếc nuối tiếc thay một thanh bảo kiếm lại rơi vào tay tên khốn nạn nhà ngươi khác nào con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mẹ nó phí cả của trời chửi hay lắm cổ khê đàm thầm khen trong bụng hành động của chỉ vân tuy lỗ em mở ảng nhưng hắn đã bất chi bất giác coi Chỉ Vân là bạn tốt. Miệng lưỡi Chỉ Vân tuy cay nghiệt, mỏ hỗn, nhưng một chàng khẩu nghiệp này lại mắng đến hà lòng hà dạ, chính là những lời hắn muốn nói mà không dám nói. Sắc mặt Thượng Sư Phổ Châu hờ hững, đôi mắt sáng quắc nhìn hai người. Chỉ thấy Dư Khấp Phượng cầm kiếm trên tay bỗng dưng toát ra một luồng khí thế ngút trời, kiếm thế hoàn toàn không giống ban nãy. Sen đỏ nở vì nghiệp vì nhiệt, độ sinh độ mạng độ âm hồn chỉ vân cất giọng âm u, đao bạc sáng như tuyết khẽ vặn một đao thông thả bay ra đánh xoẹt một tiếng cứ như có một bàn tay vô hình kéo đi thế đao lơ lửng giống như u hồn chậm chậm bay về phía dư khớp phượng kiếm khớp phong vân dư khớp phượng thản nhiên hô đao của chỉ vân có thể lơ lửng trên không là nhờ vào sức gió từ tay áo cho nên ống tay áo của hắn mới dài ngoằng như vậy. Kiếm này của dư khớp phượng còn chưa tung ra, kiếm khí đã nhắm thẳng vào khuỷu tay chỉ vân. Nơi chân lực tập trung vào, tay áo cũng tung bay. Kiếm khí này cứ thế hướng vào cổ tay áo không ngừng phất phơ của hắn. Kiếm này mà tung ra, không chừng chính là thời khắc quyết định sinh tử. Dư khớp phượng dùng kiếm lai nghi ra chiêu này là đã hạ quyết tâm chém đứt một tay của chỉ vân. Thẩm Lang Hồn đang ẩn nấp trên xà nhà lúc này mới hít thở một hơi cực khẽ. Đến khi chắc chắn không ai phát hiện ra mình, hắn mới khẽ cửa quẩy, một mũi kim thép cực mảnh xuất hiện giữa cái ngón tay. Nếu chỉ Vân gặp nạn, thì hắn phải cứu người hay là giết địch. Hắn rơi vào trầm tư. Công phu giết người của hắn đương nhiên đứng đầu, nhưng công phu cứu người chưa chắc đã giỏi. Nếu phóng xạ ảnh châm này ra, làm bại lộ thân phận thì hắn có tránh được tây phong trảm hoang hỏa của dư khấp phượng không? người trên xà nhà rơi vào trầm tư dưới xà nhà ống tay áo chỉ vân bay phất phới lưỡi đao lơ lửng khó khăn lắm mới bay đến trước mặt dư khớp phượng chợt nghe một tiếng quát to nửa thanh đao nhất hoàn độ nguyệt bay lên cắm thẳng vào xà nhà suýt bắn trúng nơi thẩm lang hồn đang ẩn nấp chỉ vân gãy đao này đổi đao khác ngay lập tức nhưng dư khớp phượng chỉ vung một kiếm ba thanh đao chỉ vân phóng ra đều bị dư khớp phượng dùng kiếm đánh gãy ghim vào bốn bức tường và xa nhà của sành đường cuối cùng kiếm thế đã hết dư khớp phượng đè cổ tay xuống thu kiếm lại nhìn chỉ vân u ám nói tiếp nào trên thắt lưng chỉ vân chỉ còn một thanh đao nhưng nét kiêu ngạo trên mặt vẫn không tắt hai tay hắn trống trơn tà áo trắng phất phơ trong gió nở nụ cười ngang tàng đương nhiên phải đánh tiếp người giỏi lắm khí lạnh tràn ra theo lưỡi kiếm của dư khớp phượng cổ khê đàm âm thầm lo lắng kiếm của dư khớp phượng vốn lừng lẫy xưa nay khi thế của chỉ vân cũng ngày càng dữ dội trận chiến này đâu chỉ là không thể thu dọn tàn canh mà e là phải có người đổ máu ba thước mới kết thúc được đao cuối cùng để xem ngươi chết hay ta chết ngón tay chỉ vân chậm chậm rút từ thắt lưng ra thanh nhất hoàn độ nguyệt cuối cùng nắm chặt trong tay đao cuối cùng độ nguyệt vấn thương sinh Dư khớp phượng, hắn thong thả ngoắc ngoắc món tay với dư khớp phượng hãy ra chiêu tây phong chảm hoang hòa. Nếu không tọa nguyện cho ngươi, chỉ e người trong giang hồ lại bảo ta khát khe với tiểu bối. Dư khớp phượng hờ hững nói, trong đôi mắt đã mơ hồ lộ ra tơ máu điên cuồng, tây phong chảm hoang hòa. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.